cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Mỹ và Anh cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với các lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Houthi ở Yemen. Theo các nguồn tin, hai nước sẽ phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với ít nhất là 4 nhân vật cấp cao của Houthi. Trước đó, Thủ tướng Anh Siri Sunak thông báo, anh có kế hoạch công bố các lệnh trừng phạt mới trong những ngày tới, nhằm vào việc lực lượng Houthi đứng sau các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Ông Sunak cho biết đang hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ và có kế hoạch công bố các biện pháp trừng phạt mới trong những ngày tới. Trong khi đó, lực lượng Houthi cho biết sẽ tiếp tục tấn công các thuyền có liên quan tới Israel cho đến khi hàng viện trợ đến được với người dân Palestine ở dài Gaza. Gần đây, theo một nguồn tin cho biết, Mỹ và đồng minh đã lôi kéo Al-Qaeda vào cuộc xúc đột chống Houthi. Một số nguồn tin cho biết, chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã trả tiền cho Al-Qaeda và công ty quân sự tư nhân Mỹ Spear Operation Group do các cựu lính thủy đánh bộ và sĩ quan CIA đã nghỉ hưu điều hành để huấn luyện du kích Yemen chống lại người hầu thi. Cũng có thông tin cho rằng, một trong những điều kiện trong hợp đồng của chính phủ UAE với các đại diện của phong trào khủng bố Al-Qaeda là thực hiện 100 vụ ám sát ở Yemen. Nói một cách đơn giản, phương Tây đang sử dụng vương pháp ưa thích để giải quyết vấn đề thông qua bàn tay của người khác, mà phổ biến là ủng hộ nhóm vũ trang này chống lại nhóm vũ trang khác. Ở Trung Đông, ranh giới và sự biến chuyển giữa phe đối lập yêu nước và những kẻ phản loạn có vũ trang là vô cùng mong manh. Sự phân biệt giữa cái gọi là lực lượng dân quân hay du kích với các nhóm khủng bố chỉ là cách gọi tùy theo lập trường chính trị của các bên. Trong quá khứ, Mỹ đã từng nhiều lần nếm trải đắng từ những chính sách tương tự của mình ví dụ như họ nuôi dưỡng Taliban và Al-Qaeda để chống lại Liên Xô, để rồi sau đó quân đội Mỹ đã phải khốn khổ vì phong trào vũ trang Afghanistan này, dẫn đến cuộc tháo chạy ở Kabul vào tháng 1 năm 2021. Còn Al-Qaeda chính là kẻ đã tiến hành vụ khủng bố kinh hoàng vào năm 2001 vào tòa tháp đôi ở Mỹ, gọi là sự kiện 11 tháng 9 hay là vụ khủng bố 11 tháng 9, dẫn đến cái chết của khoảng 3.000 người. Cuối tháng 8 năm ngoái, chùm Wagner được cho là đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở Nga. Hiện nay, chỉ còn chưa đầy 1.000 lính Wagner đang hiện diện ở Belarus. Hầu hết họ đang đóng quân trong doanh trại ở quận Osipovichi, thuộc vùng Mogilev, ngay phía đông nam thủ đô Minsk. Trước đó, con số là gần 4.000 hoặc thậm chí là 10.000 như chính tập đoàn Wagner từng tuyên bố. Câu hỏi đặt ra là số lính Wagner còn lại vẫn đang làm gì ở Belarus, 7 tháng sau cuộc binh biến. Ông Valery Sakashchik, một chỉ huy nổi tiếng người Belarus lưu vong, có quan hệ với thủ lĩnh phe đối lập Svetlana Tsikhanouskaya cho biết hàng chục lính Wagner, những người đang tìm kiếm sự an toàn ổn định và sẵn sàng chấp nhận mức thu nhập thấp hơn, đang nhận được hộ chiếu Belarus với tên và ngày tháng năm sinh mới và đang gia nhập lực lượng cảnh sát bán quân sự trực thuộc Bộ Nội vụ Belarus. Ông Rehorn Nisnikau, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan chỉ ra rằng Minsk coi lính Wagner là một công cụ chính trị hữu ích chính quyền của Tổng thống Lukashenko có thể sử dụng họ để huấn luyện lực lượng an ninh Belarus hoặc như một chiến thuật hù dọa đối với các sự kiện đông người. Ông cũng tin rằng Điện Kremlin thu lợi từ sự hiện diện của lính Wagner ở Belarus. Hầu như toàn bộ lực lượng Nga đồn trú ở nước này kể từ năm 2021 đã được rút quân và chuyển đến mặt trận Ukraine. Ông Nisnikov cho rằng ông Putin đang coi lính Wagner là đơn vị chiến đấu khẩn cấp nếu cần thiết. Trước đó, hãng tin RIA Novosti cho biết những cựu lính tư nhân thuộc công ty quân sự tư nhân PMC Wagner đã quay trở lại khu vực hoạt động quân sự nhưng là trong đội hình lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Theo dữ liệu được công bố, Bộ Chỉ huy Wagner bắt đầu thành lập quân đoàn tình nguyện số 1 khi tư lệnh vệ binh quốc gia Nga Roxvaria, Đại tướng Viktor Zolotov đề nghị họ thành lập một đơn vị trong đội hình Roxvaria. Việc tuyển dụng được tiến hành nhằm phân bổ cho hai địa bàn hoạt động Ukraine, hợp đồng 6 tháng, và Châu Phi, hợp đồng 9 tháng. Quá trình huấn luyện tại trung tâm đào tạo kéo dài một tháng. Theo cam kết, mọi quyền lợi cần thiết đối với các binh sĩ Wagner đều được cung cấp bao gồm cả tư cách cựu chiến binh. Bên cạnh đó, các khoản thanh toán bảo hiểm cho thương tật và tử vong cũng được đảm bảo. Bên cạnh đó, vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật về việc thành lập đơn vị tình nguyện trong lực lượng vệ binh quốc gia Nga, cho phép bắt đầu thành lập quân đoàn tình nguyện số 1. Quy định nói rõ, binh sĩ Wagner sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Rosgvaria để không liên quan tới Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, các lính tư nhân được đảm bảo việc giữ nguyên đội hình cũng như phù hiệu của mình. Theo bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius, nếu phải tính đến kịch bản đối đầu với Nga thì quá trình chuẩn bị của Berlin có thể cần tới 35 năm. Tuyên bố trên được bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đưa ra trong bài phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF sau khi được hỏi khả năng xảy ra đối đầu quân sự với Nga. Tuy nhiên, trái ngược với lo ngại của bộ trưởng Pistorius, một số chính trị gia Đức lại cho rằng khả năng nước này xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với Nga là rất thấp. Ông Gunnar thành viên đảng cực hữu lựa chọn thay thế cho nước Đức, AFD cho biết, nếu bạn hỏi tôi và hầu hết mọi người trong đảng của tôi, câu trả lời rõ ràng là không. Tuy nhiên, ông Gunnar cho rằng phản ứng của Nga đối với các lệnh trừng phạt của Đức nói riêng và châu Âu nói chung xung quanh xung đột Ukraine là cứng rắn, nhưng đồng thời có chừng mực. Theo quan điểm của ông, Nga không phải là mối đe dọa an ninh trực tiếp đối với Đức. Theo ông Beck, quân đội Đức không cần tái vũ trang quy mô lớn khi Nga không phải là mối đe dọa trực tiếp mặt khác, ngân sách của Đức không đáp ứng được yêu cầu này trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Ngành công nghiệp của Đức về cơ bản đã rơi vào suy thoái trước các chính sách điều hành của Thủ tướng Olaf Scholz. Ông Beck nói thêm, Đức hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ năm 1945. Các chính sách của chính phủ đang ảnh hưởng đến tất cả các ngành hàng đầu của ngành công nghiệp Đức vốn luôn là trụ cột cho nền kinh tế Đức. Bên cạnh đó, ông Beck còn nêu ra ba lý do khiến kế hoạch tái vũ trang của Đức khó thực hiện. Thứ nhất, chính sách về năng lượng và biến đổi khí hậu của chính phủ Đức. Thứ hai, ngân sách công của Đức đang gánh các khoản trợ cấp khổng lồ cho người nhập cư. Thứ ba, các chính sách của Đức đối với Ukraine và các lệnh trừng phạt áp đặt lên nền kinh tế Nga đang tác động ngược lại. Hồi tháng 12 năm 2023, truyền thông Đức giật các dòng tít lớn đáng báo động về tình trạng của quân đội nước này. Theo con số có lẽ dò gì từ nội bộ giới quốc phòng, quân đội Đức chỉ có đủ đạn dược cho hai ngày chiến đấu kịch liệt. Nếu thông tin của báo chí Đức là đúng, nguồn cung đạn dược của Đức thấp dưới tiêu chuẩn kỳ vọng của khối quân sự NATO mà theo đó, mỗi nước thành viên phải có đủ dự trữ đạn cho 30 ngày. Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, các chuyên gia quốc phòng cho rằng Đức cần đầu tư 20 đến 30 tỷ euro, tương đương 21 đến 31 tỷ đô la Mỹ. Còn có nhiều sự thiếu hụt khác, tình trạng thiết bị của lực lượng vũ trang Đức, Bundeswehr đã từ lâu là một mối quan ngại. Truyền thông Đức trong nhiều năm đã ngập tràn các tin bài về việc xe tăng, máy bay trực thăng nước này cần sửa chữa, súng tiểu liên bắn không chuẩn và binh sĩ Đức phải huấn luyện trong thời tiết giá lạnh mà không có trang phục cách nhiệt đủ đầy. Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố tăng ngân sách quốc phòng hàng năm, đưa ngân sách này lên mức lớn nhất châu Âu, công bố quỹ đặc biệt 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội Đức. Đức đã đưa ra các đơn đặt hàng lớn dưới thời thủ tướng Scholz, Đức đã ký một thỏa thuận mua 35 chiếc máy bay tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất để thay thế cho đội máy bay Tornado đã bắt đầu ra nua với chi phí 200 triệu euro, nhưng phải đến năm 2027, số máy bay này mới sẵn sàng sử dụng được. Mua sắm quân sự luôn là một quá trình dài lâu, các nước Tây Âu khác cũng gặp những vấn đề tương tự khi nâng cấp kho vũ khí của mình trong thời bình. Tuy nhiên, còn có nhiều vấn đề dài hạn nữa. Trong vài thập kỷ qua, quân đội Đức đã thanh lý nhiều bong ke dùng để lưu trữ vũ khí, đạn dược thời chiến tranh lạnh. Như vậy, nếu Đức nhận được lượng đạn dược đủ dùng trong 30 ngày, quân đội nước này sẽ phải vất vả xoay sở tìm chỗ cất trữ số đạn dược đó. Ủy viên Quốc phòng Đức Eva Hock Nói với tờ báo Quốc gia Digest của Đức rằng, binh sĩ Đức vẫn phải huấn luyện mà không có các thiết bị bảo hộ cần thiết, đồ mặc giữ nhiệt và những thứ thiết yếu khác. Bà Hock còn nêu ra yếu kém về hậu cần và tình trạng quan liêu trong quân đội Đức. Bà Hock than phiền, trong quân đội Đức có những quan chức thờ ơ vô cảm, phản ứng theo kiểu nói đi nói lại, thiếu cái đó ư, ừ, kiên nhẫn đi, chẳng phải vấn đề gì to tát cả chúng tôi sẽ sớm gửi đến cho